Bấm máy Casio tích phân chưa đầy 30 giây thì có như sau. Ta có tích phân từ 0 đến 6 fx đấy bằng 2 đúng không? Thì bây giờ mình tính fx nhá. Mình sẽ chọn fx là bằng a. Sau khi mình chọn fx a à, mình thay ở đây. Thế đã tích phân từ 0 đến 6 của a dx nó bằng 12 đúng không? Bởi vì a nó một hàng số mình đưa ra ngoài. Vậy a nó bằng 12 chia cho tích phân từ 0 đến 6 của dx. Đấy các bạn bấm cái này nhá. Được chưa? Hãy bấm này. 12 đúng không? Chia cho tích phân từ 0 đến 6 của 1 đúng không? Nó bằng 2. Vậy a bằng 2 để yêu cầu tính tích phân từ 0 đến 2 f của 3 x đúng không? Thì các bạn chỉ bấm điều ấy. Tích phân từ 0 đến 2 của a đúng không? Vậy a bằng 2. Vậy là bằng 4 đúng không? Phải đa chính xác này là a nhé.